Dạ em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả anh chị nha. Như những gì mà Trường Anh đã nói là sắp tới đây bên Trường Anh sẽ khai trương ra một salon công ty ô tô miền Nam An Sơn và Trường Anh. Đây anh chị ạ. À, đây là sắp hoàn thành rồi nha. Lên dựng toàn bộ sau này đây là một cái bảng logo rất là lớn nè. Đó, salon ô tô Trường Anh với An Sơn sẽ nằm ở đây nha. Ngay quốc lộ luôn anh chị ạ, à, ngay quốc lộ 20 luôn. Nằm trên đường Trần Phú anh chị nha. Và em nói chuẩn bị hoàn thiện rồi. Đây anh chị, sau những thời gian thi công đây, bên em đã gần đi vào hoàn thiện rồi. Trần Anh sẽ cập nhật thật là nhiều xe đẹp về đây để dựng ở salon, nhìn cho nó đẹp anh chị nha. Đây là tổng quan mặt bằng của bên chi nhánh 3 nè anh chị. Dưới đây còn một gốc cây nè. Sau này đặt một cái bàn uống nước anh. Đặt một cái bàn uống nước ở đây để mình tiếp khách ha. Rồi trong đó là thuê một em kế toán nữa là ok. Đây anh chị cùng bước vô tham quan về bên salon ô tô miền Nam chi nhánh 3 bên Trường Anh nhé. Alo nè, bắt toàn diện rồi nè anh chị. Anh ơi mở cái đèn lên anh. Nền gạch men nè, lót rất là đẹp luôn anh chị, coi đèn nè. Đó, đèn đóm nó cực sáng luôn. Sau này xe dựng ở đây là tha hồ anh chị tới lựa chọn những mẫu xe nhé. Đây là Ford Everest nè. Trần Anh đã kiểm tra rất là kỹ rồi, khi mà một con xe Ford Everest hay là bất cứ một con xe gì đưa vào trong đây thì ánh đèn từ trên sẽ phản quang xuống dưới nha, tạo cho em nó có một cái độ mịn và một cái độ nói chung là tinh tế thực tế của con xe luôn. Nói chung là đã thiết kế rất là kỹ cái logo này rồi anh chị ạ. À, anh chị coi đẹp chưa nè, trần nè, trần đóng la phong hết toàn bộ rồi, đèn quá trời đèn luôn. Đây là kết hợp là cửa nhá, cửa là cửa lùa nè anh chị, cửa cuốn bằng điện nhá. Đây Trần Anh dựng con Ford Everest vô nè. Em cũng vừa mới về con Ford Everest sản xuất năm 2009. Xíu nữa Trần Anh làm clip luôn nha. Nền gạch men nè anh chị coi, nền gạch men nè, rất là sáng, rất là bóng, chị thấy không? Sau này mức độ chứa xe ở trong chi nhánh 3 này có thể lên tới 15 con anh chị nha. Xếp thành 1 2 3 hàng. 3 hàng lên tới 15 đến 17 con. Đây là có thiết kế camera an ninh đầy đủ, wifi kết nối đầy đủ nha. Sau này anh chị tới đây anh chị mua xe, bên em sẽ có văn phòng làm việc riêng. Và trên kia đây anh chị ạ, à, trên toàn bộ alo trên kia là sẽ đề chữ nha, salon ô tô An Sơn và Trần Anh anh chị nha. Đèn trên là rất là đẹp luôn này, có ghét anh chị ạ. À, alo toàn bộ màu trắng hết, đẹp ngất ngây luôn. Ủa anh, con này có tầm bao nhiêu ngày nữa vô hoạt động? Không, nếu mà mình mà lấy xe về, mình lấy cỡ tầm 15 20 con về rồi gom xe từ xe cỏ đến xe đời cao để phục vụ cho bà con luôn. Đây là giám đốc ô tô miền Nam chi nhánh 3 sẽ sắp tới đây sẽ làm thêm một cái salon cực lớn luôn, mang tên là An Sơn và Trần Anh luôn nha anh chị nha. Do Trần Anh đứng ra quản lý bán hàng đến toàn thể tất cả bà con, anh có lời gì phát biểu khi mà mình hợp tác mở thêm một cái salon lớn như vậy anh? Mình chỉ mong rằng sau này sẽ phục vụ tốt nhất cho bà con được những chiếc xe chất lượng cao. Đó, bên Trần Anh cam kết với toàn thể tất cả anh chị sẽ mang những mẫu xe cỏ chất nhất về phục vụ bà con nha. Đây là trong quá trình đang hoàn thiện là anh chị coi nhìn rất là đẹp luôn anh chị thấy không? Ở trên kia sau này anh chị ở đường xe anh chị mệt, anh chị có thể lên trên gác có anh chị có thể nghỉ ngơi nhé. Còn ở dưới là chỗ làm việc và ở ngoài là có cà phê đầy đủ cho anh chị luôn. Đây anh chị nè, sắp hoàn thiện xong rồi nhá, chắc cỡ tầm 10 ngày nữa. Đó, đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Anh chị coi là đèn đóm nè. Đó là nơi salon chi nhánh 3 là một nơi bắt đầu khởi điểm về một tương lai tươi sáng đầy hy vọng anh chị nha. Một vùng trời bình yên. Đó, rất là đẹp, anh chị thấy rộng không? Cực kỳ là rộng rãi luôn. Xe đậu thì rất là ok, riêng dàn gạch men nè, trang trí là anh chị coi là rất là đẹp. Ở Trần Anh sau này sẽ cập nhật về thật là nhiều xe tại salon ô tô miền Nam chi nhánh 3 nhé. Đây anh chị trải nghiệm cùng với Trần Anh con Ford Everest
giá cực kỳ rẻ đến với toàn thể tất cả bà con cô bác đó luôn. Đẹp chưa? Đẹp ngất ngây luôn nè. Đây là con Ford Everest sản xuất năm 2009, form mới, turbo, mắc liếc, ga điện. Con này màu hồng phấn, bảng số 49E13557 anh chị nha. Trên xe là không có một dấu hiệu là trời trụ luôn. Sơn rim chiếm tỷ lệ 85% như chiếc xe nha. Bốn vỏ tương đối là mới là 90% nè. Mâm đúc nè, dấu bấm chì chưa dấu hiệu là hè luôn, gầm bè nè, máy móc nè. Êm cực kỳ lễ mái luôn. Con này máy dầu máy 2.5 anh chị ạ, à. Mức độ tiêu hao nhiên liệu nó nằm 7 lít thôi trên 100 km. Anh chị đam mê dòng này thì cứ alo trực tiếp cho em. Biểu tượng của Ford, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ nha. Cản phía sau nè, nó đẹp chưa. Hai cụm đèn là nguyên rim theo xe, không có dấu hiệu là thay thế, được ốp inox hết toàn diện những chiếc xe rồi nhá. Mâm là mâm đúc nè, bốn vỏ mới như nhau nè, bốn vỏ mới 90%, gầm bề ở trong nè, cực kỳ lễ mái luôn. Bốn cánh cửa rất là đều, qua thời gian năm tháng nó có bị chầy xước ở đây một xíu. Chỗ này anh chị đã mua cho anh dặm cho nhé, không có đáng kể đâu anh chị ạ. Quan trọng là chất máy thôi, đi tốt dùng bền là ok nhé. Đó, phong dáng đẹp chưa. Đó, tổng quan tổng công ty salon chi nhánh 3 đây. Sau này sẽ mở một cái logo thật là lớn lên để phục vụ bà con luôn. Đây, sau này là một cái logo chạy từ trên chạy xuống đó anh chị ạ. Cực kỳ lớn luôn. Nơi này design sẽ thiết kế một cái bàn làm việc ngoài đây nhá, bàn uống cà phê. Có những nhân viên phục vụ anh chị chu đáo lắm. Tới mua xe cùng tâm sự loài chim biển với Trường Anh. Ghế ở trong nè. Con này trang bị ghế nỉ toàn diện nha. Nè, rin hết nè. Đó, dàn lạnh nè. Dàn lạnh là âm trần nguyên bản theo xe nè. Trang bị có một cái đầu DVD nghe nhạc, người ngồi sau có thể giải trí xem phim nha. Tất tần tật đều ok hết, tắp bi nè. Đây là phần tắp bi cửa nè. Đời 2009 giá thật là rẻ. Xíu Trường Anh sẽ đăng giá con này công khai cho anh chị coi luôn nha. Đẹp lắm, màu hồng phấn anh chị ạ. Bề gác chân là nguyên bản theo xe nè, bộ cánh cửa rất là đều đặn. Không một dấu hiệu là cấn đụng tông qua nhá. Đây anh chị ạ, kính là biểu tượng của Ford, không có dấu hiệu là thay thế luôn nè. Bốn cánh cửa là dán phim cách nhiệt hết toàn diện trên chiếc xe rồi. Tắp bi cửa nè anh chị coi nè. Đẹp chưa? Keo chỉ bốn cánh nè. Không mất một phân nào luôn. Quá sức cái trận này. Đây ạ, vô lăng nè. Vô lăng này là vô lăng bốn chấu nha, qua thời gian năm tháng nó có bị phai đi cái lớp sơn đây một tí xíu. Tích hợp là đồng hồ gương lồi nè. Trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài nhá. Đây anh chị ạ. Đó, phần tắp bi cửa nè. Đây này, trang bị cho em nói là có màn hình luôn anh chị nhá. Có màn hình luôn nè. Ừ, ngồi sau có thể là nghe nhạc nhá. Máy móc nổ cực chất. Côn ga số không có dấu hiệu bị phai mờ luôn. Máy móc đây, Trường Anh lên Trường Anh test cái phần máy cho anh chị coi nè. Máy móc nổ rất êm lắm. Con này đi được 61 nè. Để Trường Anh, để anh tít nha. 170.462 km rồi nha. Trang bị nguyên bản thôi, em nói là một cái dàn CD nghe nhạc thông thường nha. Dàn là dàn rim theo xe anh chị nha, không phải dàn lô nha. Côn số nè, nguyên rim theo xe nè. Đây ạ. Đó, ga điện đề nhẹ phát là nổ máy rồi nè. Đó anh chị thấy chưa, tua máy nè. Nổ cực chất luôn. Máy lạnh mở phát là có lạnh rồi nhá. Đèn nè. Còi ngân nè. Đầy đủ chức năng luôn rồi. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Đây nắp capo nè. Đây là bản lề anh chị coi nè. Từ keo chỉ là không mất phân nào luôn nha. Xe cực đẹp, cực chiến luôn. Mua về là chỉ việc sử dụng. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nha anh chị nha. Đẹp lắm. Bốn cánh chính điện bường mè lắm anh chị ạ. À. Đó là dòng Ford Everest. Dòng xe thương hiệu đẳng cấp của Mỹ mà Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con á. Đây, chim ngưỡng cục máy nè. Đèn nè anh chị coi nè. Đó, rất là đẹp nhá. Đây là máy nè. Máy móc của Ford nè. Còn nguyên rim từ anh Z đâu. Đây là nắp chụp. Nắp chụp của thân máy anh chị nha. Biểu tượng của Ford còn nguyên rim luôn nè. Hai bên sóng lường trang bị là cụm thắng ABS. Chống bó cứng phanh ga điện. Tem tán 7 màu nguyên bản, không dấu hiệu là khui mở luôn. Máy nổ cực êm. Giá tiền cực rẻ đến với tay người tiêu dùng. Sóng vàng nè.
Đó, sống dàn nguyên rin nè anh chị. Sơn rin phủ toàn diện trên chiếc xe Ford Everest nhá. Hồng phấn nhẹ nhàng lắm. Đam mê đầy kịch tính trong cuộc sống nhá. Rất là tuyệt vời. Máy móc à. Nổ rất là êm ái. Đây là anh chị coi nè, không có một xíu đồ hơi nhá. Đây nè. Đó, máy không có một xíu đồ hơi, bút xoay đang bơm nè, thấy không? Bút xoay đang bơm rất là mạnh nhá. Chất lùi luôn, mua về lại chạy thôi. Anh chị thấy bút xoay đang bơm nhớt ra ngoài không? Rất là mạnh luôn. Boe cảm biến nè. Cảm biến gió đầy đủ trên con xe nhá. Đó. Máy móc là cực lành luôn. Gầm bề là không có một xíu mục mọt. Đây trải nghiệm nè. Đăng kiểm tháng 5 năm 2021. Dàn làm phía sau nè anh chị. Đây nè. Dàn làm phía sau nè, mở phải có lạnh rồi nè. Đóng ga xe vô anh. Đây nè, dàn làm phía sau nè, mở phải có lạnh rồi nè. Đó. Mở phải có lạnh ngắt rồi nha anh chị nha. Đây là bộ điều chỉnh dàn lạnh nè. Tay nắm là nguyên bản theo xe của con Ford Everest nè. Kèo cột đó, không chứa được đâm pha, keo chỉ nè anh chị coi nè. Keo chỉ bốn cánh là đẹp như nhau nhá. Không mất một phân nào luôn. Mua về là chạy thôi. Nhạc nhóm âm thanh đầy đủ luôn. Táp bi cửa nè. Đó, bốn cánh cửa nè. Đẹp chưa? Chất nguội. Đây nè anh chị. Đó, cốp sau đây. Bánh treo nha. Đây là bánh treo nguyên bản theo xe nè. Ghế là anh chị có thể gấp xuống toàn bộ được nha. Nách cửa là anh chị coi nè. Nách cửa nó còn rin đét luôn nè. Đó, nách cửa đây nè. Bản lề là nguyên bản theo xe luôn. Đây là phần tắp bi sau nè. Những cái vân gai nhựa phía sau không có dấu hiệu bị phai mờ luôn nha. Keo chỉ nè. Anh chị đừng có hỏi chừng anh có mất phân này chỉ nào không nha. Sơn rim phủ toàn diện nhá. Hai bên sóng lường nè. Đó, không một dấu cứng đục đông ve luôn ghế. Đắp lại. Đây. Đó. Hai hồ luôn, anh chị có thể chở người. Anh chị không chở người, anh chị có thể chở đồ nhá. Hai bên đinh bấm nè. Nhìn giùm cho anh điểm này nè. Những con tán nè, không dưới bị khui luôn nè. Anh chị coi nè. Đó, những con tán nè, không dưới bị khui luôn nhá. Còn rin nguyên hết. Dàn lạnh đang mở đây, mát rượi à. Mua về là chạy thôi. Anh chị đam mê dòng này thì alo trực tiếp cho Trường Anh, giá cực kỳ rẻ. Ford Everest 209 Turbo ga điện, form mới mát liếc. Đời 209 nó mới có cái cản này anh chị nha. Đây là cái cản này nè. Cái cản ba ga ở trên nè. Đẹp ngất ngây luôn. Máy móc cực kỳ là êm ái. Mua về là chạy thôi. Đóng nắp cabo cho anh chị coi nè. Đây là nắp cabo trên xe nè. Chất chưa? Chất nụi luôn. Xe chính chủ ký giấy. Ok anh chị nha. Tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu luôn anh chị ạ. Âm thanh hay lắm. Gầm bề là không có một xíu mục ngọt đâu nhá. Đó đẹp chưa? Mua alo cho em. Quay luôn phần gầm cho anh chị coi nè. Đây là phần gầm nè. Con này dẫn động cầu sau anh chị nhá. Máy móc cực kỳ khô ráo nè. Không có một chút xíu mục ngọt đâu. Đó, đây là dẫn động cầu sau nè. Tàn sexy với này dàn không à. Anh chị thấy không? Gầm bề ở chắc nụi luôn. Mua alo cho em. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn ạ. Chúc toàn thể tất cả anh chị có một buổi trưa thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nhé. Luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Ford Everest, đường lên đỉnh Ford Everest nha. Chinh phục mọi cung đường Việt Nam. Thương hiệu đẳng cấp đến từ Mỹ. Em xin tạm biệt ạ.